vua tất cả pháp giới pháp bảo là tiên đạo du không chẳng chướng ngại xin hãy chỉ dạy con đại thương chủ phước trí dũng mãnh cầu bồ đề khắp lợi các quần sinh xin nguyện bảo hộ con thân mặc giáp nhẫn nhục tay cầm kiếm trí huệ tự tại hàng ma quân xin hãy cứu giúp con trụ pháp đình tu di định nữ thường kính hầu Diệt hoặc A Tu La, đế thích xin xem con, ba cõi nhà phàm ngu, hoặc nghiệp nhân đọa lạc, ngài đều đã điều phục, như đèn chỉ đường con, xả lìa các cõi ác, thanh tịnh các đường lành, bậc vượt các thế gian, bảy con môn giải thoát, thế gian chấp điên đảo, tưởng thường lạc ngã tịnh, mắt trí đều lìa được. Chỉ con môn giải thoát, chéo biết đạo tránh tà, tâm phân biệt không sợ, người quyết rõ tất cả chỉ con đường bồ đề trụ phật địa chánh kiến lớn cây phật công đức mưa hoa diệu pháp phật chỉ con đường bồ đề khứ la hiện tại phật nơi nơi đều khắp cùng như mặt trời mọc lên vì con nói đạo màu khéo biết tất cả nghiệp thâm đạt hạnh các thừa người trí huệ quyết định chỉ con pháp đại thừa Bánh nguyện gọng đại bi, trục tín vành kiên nhẫn, công đức báu tra nghiêm khiến con ngồi xe này, dương tổng trì rộng lớn, lọng từ mẫn tra nghiêm, linh biện tài vang tiếng khiến con ngồi xe này. Phạm hạnh làm nẹp êm, tam muội làm thẻ nữ, chống pháp vang diệu âm, xin cho con xe này, bốn nhiếp tạng vô tận, công đức báu trang nghiêm, hổ thẹn làm yên cương, xin cho con xe này, thường truyền pháp bố thí, luôn thoa hương tịnh giới, nhẫn nhục bền trang nghiêm, khiến con ngồi xe này, thùng thiền định tam muội ách trí huệ phương tiện, điều phục chẳng thối truyền, khiến con ngồi xe này, bánh xe nguyện thanh tịnh, sức tổng trì kiên cố trí huệ sở thành tựu khiến con ngồi xe này hạnh phổ hiền nghiêm khắc tâm bi thong thả đi chỗ đến đều không sợ khiến con ngồi xe này